Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến với một cái tin tức khá là mới liên quan tới cái flycam Mavic 3 của DJI nhé. Thì cái chiếc Mavic 3 thì cũng đã được ra mắt vào cuối tháng 9, khoảng cuối tháng 9 năm ngoái cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã là gần một năm rồi. Và như thường lệ thì khoảng thời gian này thì DJI cũng sắp sửa cho ra mắt những phiên bản mà cải tiến hoặc là phiên bản liên quan tới những cái chiếc flycam của mình. Các bạn biết thì Mavic 3 là một cái sản phẩm flycam thế hệ thứ 3 của DJI và là một chiếc flycam cao cấp với rất nhiều những cái chức năng tính năng gần như là thông minh. Khó có một chiếc flycam nào có thể là được trang bị đầy đủ như ở Mavic 3 được các bạn. Từ cái công nghệ truyền sóng tầm xa, rồi là hệ thống cảm biến toàn thân, rồi là những tính năng bổ trợ quay phim chụp hình đó. Thì gần như là quá là hoàn hảo cho một chiếc flycam chúng ta sử dụng bay công việc thì quá là ok rồi. Với cái camera có hai ống kính chính và phụ có khả năng zoom lên tới 28x đó. Thì rõ ràng là so với cái thị trường Việt Nam của chúng ta thì cái phân khúc flycam của Mavic 3 là quá cao so với mặt bằng chung, đúng không các bạn? Và rất khó để tiếp cận. Mà nhiều anh em chơi flycam tại Việt Nam, anh em chơi lâu năm thì chúng ta cũng mong muốn là có một chiếc flycam có được cái tầm sóng, cái khả năng truyền sóng khủng như là Mavic 3, nó là 15 20 cây. Thì nhưng mà Mavic 3 lại ở một mức giá quá cao và mong chờ đi ra sẽ ra mắt một cái phiên bản với mức giá nó mềm hơn một chút để chúng ta có thể tiếp cận được. Thì sắp tới đây rồi các bạn, đó là chiếc Mavic 3, cái tên tạm gọi là Mavic 3 Classic, nó sẽ được ra mắt đầu tháng 9. Thì có một vài những cái thông tin rò rỉ liên quan tới Mavic 3 trên Twitter ở những cái trang tin bên nước ngoài. Thì theo như những cái thông tin mình cập nhật được đó, thì đây là một cái phiên bản flycam cấp thấp hơn Mavic 3, tức là nó sẽ cắt giảm đi một vài những cái đặc tính so với Mavic 3 để cho người dùng có thể là tiếp cận dễ hơn tới cái sản phẩm cao cấp này của DJI. Thì tất cả những thông tin hôm nay mình đem đến chỉ là những thông tin rò rỉ và dự kiến là như vậy thôi, chưa chính xác. Trên Twitter thì mình có thu lượm được là chỉ duy nhất hai cái bức hình như vậy thôi các bạn, tức là một bức hình chụp cái ống kính camera của Mavic 3 Classic và một bức hình là bên hông của flycam. Thì các bạn thấy là theo mình nghĩ thì cái ngôn ngữ thiết kế, tức là cái kiểu dáng và cái thiết kế của flycam thì vẫn giống như so với là Mavic 3, vẫn giữ nguyên như vậy. Nó chỉ khác đó là cái phần camera thì các bạn thấy là đã được cắt giảm cái ống kính tele rồi, tức là bây giờ chỉ còn một cái ống kính chính ở giữa thôi. Và với Mavic 3 thì có cái cụm camera kép hai ống kính tele thì giúp cho chúng ta có thể là zoom xa tới 28x, giúp cho chúng ta có thể là phụ ở những công việc khảo sát công trình địa chất hay là những gì đó mà các bạn tầm xa các bạn có thể zoom lại gần, nó hỗ trợ rất là tốt cho cái công việc. Và với Mavic 3 Classic khi mà không còn ống kính tele nữa thì rõ ràng là cái chi phí, cái giá thành đã giảm đi rất là nhiều, giúp cho người chơi có thể là dễ dàng tiếp cận với cái phiên bản flycam cao cấp này hơn. Theo mình nghĩ thì cái công nghệ truyền sóng ở trên Mavic 3 Classic nó sẽ vẫn giữ nguyên như là Mavic 3, đó là công nghệ truyền sóng Okusin 3.0 để giúp cho chiếc flycam nó có thể đạt được cái tầm phạm vi truyền hình ảnh lên tới là 15 km đấy, và phạm vi bay xa thì nó còn lớn hơn nữa. Và mình nghĩ là cái công nghệ truyền sóng đây là cái công nghệ mà giúp tạo ra cái sự khác biệt giữa cái dòng flycam thế hệ thứ 3 so với những dòng flycam thế hệ thứ 2 là Mavic Air, E2S hay là Mavic Pro, Mavic 2. Thì rõ ràng là công nghệ truyền sóng này nó hãng sẽ vẫn phải giữ ở trên cái phiên bản Mavic 3 Classic đấy, để tạo ra một cái sự khác biệt nhất định, đúng không các bạn? Một trong những yếu tố khiến cho Mavic 3 là phiên bản flycam cao cấp và có một cái mức giá combo lên tới hơn 60 triệu đồng, đó chính là cái hệ thống cảm biến gần như là toàn thân luôn, là 360 độ trước sau trên dưới, là giúp cho người dùng chúng ta có thể là có một giải pháp bay cực kỳ là an toàn, cực kỳ là an tâm khi chúng ta cầm trên tay điều khiển con Mavic 3 này. Và với Mavic 3 Classic thì một câu hỏi đặt ra là liệu những cái hệ thống cảm biến này, này thì sẽ còn giữ ở trên chiếc flycam này hay không. Thì theo mình nghĩ này, nếu như Mavic 3 Classic ở một cái flycam phân khúc giá thấp hơn so với Mavic 3 thì rõ ràng là cái hệ thống cảm biến này mình nghĩ là sẽ cắt giảm đi một vài những cái vị trí đó, giúp cho, tức là cái hệ thống cảm biến nó không còn toàn thân, không còn đầy đủ như là Mavic 3 nữa. Nếu như cảm biến đã được cắt giảm đi thì mình nghĩ cũng không quá là ảnh hưởng tới chiếc flycam này, và cũng không quá là khiến cho người dùng cảm thấy nó là thiếu sót đâu. Tại vì là căn bản khi mà cảm biến hoạt động thì chúng ta chỉ dành cho những người mà chúng ta thực sự là mới tập chơi, mới tập bay, cần một chiếc flycam cực kỳ là an toàn gần như là một cách gần như là hoàn hảo thì chúng ta có thể bay. Còn đối với khi mà chúng ta đã bay quen rồi và chúng ta sử dụng công việc bay xa rồi thì những hệ thống cảm biến này thì đôi khi cũng không quá quan trọng.
nếu mà cắt giảm được mà giúp cho cái giá thành nó giảm đi nhiều thì mình nghĩ là cũng xứng đáng. Ở chiếc Flycam là Mavic 3 Classic này, Mavic 3 bản đơn hiện tại có mức giá tầm khoảng là trên 40 triệu đồng một chút, và Mavic 3 bản combo 3 pin đầy đủ phụ kiện thì tầm khoảng trên 60 triệu đồng. Còn cái phiên bản Mavic 3 Cine ấy, thì nó là tầm khoảng gần 120 triệu đồng cơ. Trong khi đó thì cái phiên bản Flycam tầm thấp hơn Mavic 3 đó là con Mavic E2S thì bản combo đầy đủ mới có hơn 30 triệu đồng thôi. Tức là các bạn thấy đó là có một cái khoản chênh lệch khá là lớn giữa Mavic con E2S và cái con Mavic 3 combo. Thì Mavic 3 Classic là một chiếc Flycam ra mắt cấp thấp hơn Mavic 3, tức là nó cắt giảm đi một vài những yếu tố rồi, và mức giá thành cũng sẽ thấp hơn để cho người dùng có thể tiếp cận dễ hơn. Và mức giá của Mavic 3 Classic dự kiến sẽ là bao nhiêu? Thì các bạn biết thì trước đây là cái con Mini SE là phiên bản cấp thấp hơn ra mắt sau Mini 2 đó, thì đã cắt giảm đi một vài những cái tính năng, chức năng, thì nó có mức giá bằng cái bản Mini 2 bản đơn, đúng không các bạn? Đó, thì mình nghĩ Mavic 3 Classic cũng như vậy, tức là nó sẽ có một cái mức giá dao động tầm khoảng bằng giá xấp xỉ so với cái giá của con Mavic 3 đơn, tức là tầm khoảng từ 45 cho đến 50 triệu đồng hoặc là hơn một chút thôi. Đó là như vậy. Dẫu sao thì đây vẫn là một cái mức giá là quá cao so với tất bằng chung của Flycam rồi, tức là đánh vào phân khúc cấp cao, và thực sự là cho những người mà chúng ta có tài chính và chúng ta có một cái nhu cầu một cái thiết bị quay cực kỳ là hoàn hảo phục vụ công việc đó, thì chúng ta mới nhắm đến những chiếc Flycam như Mavic 3 hay là Mavic 3 sắp sửa ra mắt tới đây. Thông tin rò rỉ cho đến thời điểm hiện tại có được nó chỉ là một cái bức hình chụp cái camera đã cắt giảm đi ống kính tele, và cái tên của sản phẩm đó là Mavic 3 Classic. Nghĩa là cái tên Mavic 3 Classic này cũng chưa hẳn là cái tên chính thức đâu các bạn nhé. Thì tất nhiên là những thông tin rò rỉ này thì chúng ta chỉ là phỏng đoán thôi. Mức giá là như vậy. Và cuối cùng thì là cái thời gian dự kiến ra mắt sản phẩm này, thông thường những chiếc Flycam của DJI khi có cái thông tin rò rỉ cho đến thời điểm nó ra mắt chính thức thì tầm khoảng 2 đến 3 tháng. Thì rõ ràng là theo như thế này thì tầm khoảng tháng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 thì khả năng cao là Mavic 3 Classic sẽ được là trình làng ra mắt. Thì từ giờ đến thời điểm đó thì mình nghĩ sẽ còn nhiều những cái thông tin mới sẽ được tiết lộ trong tương lai, thì mình sẽ cố gắng cập nhật và đem đến cho các bạn những thông tin mới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại nhé.